Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn cách mà mình vẽ một bức tranh tĩnh vật cách điệu từ một cái ảnh gốc. Đây chính là một trong những cái bài tập thực hành mà mình được giao về nhà. Mình mới đăng ký một lớp học minh họa bài bản từ đầu. Bây giờ mình sẽ chọn một bức ảnh để vẽ cách điệu. Mình sẽ chọn bức ảnh này. Các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Let's go!
Ta-da! Vậy là mình đã hoàn thành xong một bài tập thực hành cách điệu tĩnh vật từ ảnh gốc. Các bạn cũng có thấy đẹp không? Nếu các bạn thấy video này hay thì like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!